Cựu quân nhân Hy Lạp biểu tình, tin từ Athens. Các cựu quân nhân Hy Lạp đã biểu tình bên ngoài trụ sở quốc hội, phản đối việc cắt giảm tiền hưu trí. Sau nhiều tuần lễ thảo luận giữa các nhà lãnh đạo trong liên minh ba đảng cầm quyền với phái đoàn bộ tàm gồm Liên Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu, chương trình kiểm ước mới hy vọng sẽ được công bố trong vài ngày tới. Chính phủ nói rằng họ đã cố gắng tránh cắt giảm tiền hưu trí, nhưng không cắt giảm thì không thể đáp ứng mục tiêu ngân sách. Các cựu quân nhân từ các nơi trong nước đã tới thủ đô để biểu tình. Theo ngân sách mới, không chỉ có tiền hưu trí mà tiền lương của quân nhân tại ngũ, ngân sách quốc phòng cũng bị cắt giảm. Một sĩ quan hải quân đến từ đảo Lokada nói rằng những biện pháp mới là những biện pháp khủng khiếp, tiếp tục giảm lương, tăng thuế. Hàng trăm đảng viên của đảng độc lập đã kéo tới trụ sở quốc hội biểu tình. Dân chúng Hy Lạp đã khổ sở từ khi chính phủ phải thi hành những biện pháp kiểm ước để vay tiền cứu nguy lần đầu vào năm 2010. Những biện pháp này làm mất khả năng tiêu thụ trong nước, làm hàng ngàn cơ sở thương mại phải đóng cửa, nạn thất nghiệp gia tăng phi mã. Các nhà thanh tra bộ tàm, bao gồm Liên minh châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu đang đánh giá tiến trình của Hy Lạp và sẽ quyết định có trao thêm cho Hy Lạp 32 tỷ euro trong số tiền vay cứu nguy 130 tỷ euro hay không. Hy Lạp phải cắt giảm ngân sách 12 tỷ euro trong vòng 2 năm để đáp ứng đòi hỏi của Bộ Tàm. Hy Lạp đang yêu cầu cho thêm thời gian 2 năm để đáp ứng các mục tiêu ngân sách và nhiều viên chức của Liên Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế cho biết họ đang cứu xét yêu cầu này.